Em Út xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một buổi sáng rất là vui vẻ. Sáng nay ra vườn, em Út đã thấy em linh sam siêu bông ưu điểm ra hoa rất là đẹp, nên em Út muốn giao lưu giúp tôi cùng anh chị em mình ngày mới nha. Một em linh sam siêu bông ưu điểm nha cả nhà ơi. Em ấy đang ra hoa và rễ cũng quái luôn nha cả nhà. Em này hoành 17, cao 40 cm nha cả nhà. Cao 40 cm là em tính từ rễ cho đến cái đọt ngọn trên đây thôi. Còn nếu mà mình tính luôn những cái cây nhánh trên đây á, là đã cao khoảng là 80 cm nha cả nhà. Một em rễ quái luôn, linh sam siêu bông ưu điểm zin nha cả nhà ơi. Sở dĩ nó là siêu bông ưu điểm bởi nó lá nó nhỏ hơn siêu bông và hoa nó màu tím đậm hơn siêu bông nha cả nhà. Đây, anh chị em mình nhìn mặt hoa giúp em Út nha. Cái màu tím rất là đậm nha cả nhà. Lá cũng nhỏ hơn lá siêu bông luôn. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 079 549 9088 nha cả nhà. Em Út giao lưu mở hàng sáng cùng anh chị em mình giá yêu thương cho linh sam siêu bông ưu điểm rễ quái này nha cả nhà ơi. Nó ngồi một cục luôn đó nha. Đây, này, cái chỗ này. Anh chị em nào nghĩ thì nhắn tin alo em Út nha. Cây này thì em Út nuôi ra được, vậy là ok rồi. Anh chị em mình về vào kẽm giúp em Út nha cả nhà. Tại vì em Út nhiều cây quá nên không có thời gian vô kẽm nhiều. Nên anh em mình về vô kẽm giúp em Út nha. Em Út để giá sinh viên cho anh chị em mình về vô kẽm nha. Ưng ý nhắn tin alo cho em Út nha cả nhà ơi.